Siêu nhân xanh của năm anh em siêu nhân qua đời ở tuổi 49. Jason David Frank, nổi tiếng với vai chính Tommy Oliver trong phim Năm anh em siêu nhân, qua đời ở tuổi 49. Một số nguồn tin riêng của TMZ cho biết do tự tử. Ngày 20 tháng 11, TMZ dẫn lời người đại diện Justin Hunter tin Jason David Frank qua đời ở bang Texas, Mỹ vào ngày 19 tháng 11, hưởng dương 49 tuổi. Thật không may, đó là sự thật. Xin hãy tôn trọng sự riêng tư của gia đình và bạn bè anh ấy trong thời gian đau thương này khi chúng ta phải đối mặt với sự mất mát một con người tuyệt vời như vậy. Anh ấy yêu gia đình, bạn bè và người hâm mộ rất nhiều, người đại diện xác nhận với People. Ông Hunt không thông tin về nguyên nhân cái chết đột ngột của nam diễn viên bạc mệnh. Tuy nhiên, TMZ có nguồn tin riêng tiết lộ Jason David Frank tự tử. Jason David Frank sinh năm 1973 tại Covina, California, Mỹ. Anh là diễn viên kiêm võ sĩ hỗn hợp. Trong sự nghiệp, anh được nhớ đến nhiều nhất với vai Tommy Oliver trong loạt phim Mighty Morphin Power Rangers, Siêu nhân khủng long và các phần phim khác về Power Rangers, Năm anh em siêu nhân. Vào những năm 1990, trong Mighty Morphin Power Rangers 1993, Frank xuất hiện với tư cách siêu nhân xanh Tommy Oliver, kẻ thù của hội Power Rangers. Tuy nhiên, Tommy Oliver dần thay đổi, trở nên tốt hơn. Sau đó, anh biến thành siêu nhân trắng và được chọn làm thủ lĩnh mới của nhóm. Frank đóng vai chính trong 3 mùa, tổng cộng 123 tập. Trước khi qua đời, Frank dự định tái xuất với dự án Legion of the White Dragon có sự góp mặt của các diễn viên Power Rangers cũ. Tuy nhiên, phim chưa ra mắt, nhân vật chính đã ra đi mãi mãi. Về đời tư, Frank từng trải qua hai cuộc hôn nhân với Sona Frank, kết hôn 1994 đến 2001 và Tammy Frank, kết hôn 2003 đến 2022. Anh có 4 người con, gồm 2 con trai Hunter và Jacob, cùng với 2 con gái Sky và Jenna. Cái chết của Frank diễn ra sau 21 năm bạn diễn Thủy Trang, thủ vai siêu nhân vàng Trini Quan, qua đời năm 2001 vì tai nạn ô tô. Lúc đó, cô mới 27 tuổi.